Nè bảo đảm tôi bay vô mấy cái bi tôi bay. Cái mẹ tao thủ. Bi da này trôi về không giờ gom muốn chạy mới gom nè. Nè nè, mày hả kia kìa. À không có dài bi cho mày. Tao đứng tao coi thôi đó. Thử cái giận mệnh coi. Tao tính rồi đá vô nè, nè nè lấm nè, lấm nè. Lean body, ta một đời ngạo nghễ. Thế Massage định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. Thôi qua nội dung của video ngày hôm nay anh chỉ mấy em sổ lãi. Ủa không biết đồ sổ lãi hả? Cái đồ sổ lãi được như nè. Nó cũng một băng vậy đó kêu là sổ lãi. Đã bi này theo quýnh sao cứ nói chung là khi mà đối thủ mình á nó chạy bi mình nó bỏ bi mình ở giữa không à. Nó bỏ bi mình ở giữa thì một là trô kéo, hai là sổ lãi đó. Hả, sổ lãi dụ như bi này sổ đi hả, sổ nha nè đó không biết sao vậy với mò cao sao chúng không lại không lại đó, nó chạy bi để mình bi vậy nè. Hai băng cái sổ lãi. Cái bi này có được hai băng nhưng mà nằm đây là hết hai rồi. Đó, về là phải sổ lãi. Rồi để coi trên đầu nha mấy em. Không để coi dưới nha, để coi trên đầu, sổ lãi này phải để coi trên đầu. Vuốt. Chúng kệ mẹ mày. Mà thường mấy ốm nó lãi ghê lắm em. Đó. Là sổ lãi chúng ta phải để coi trên đầu. Đó, để coi trên đầu, vuốt dài ra. Mày chạy đâu? Chạy đâu đó, anh cứ sổ mà. Chỉ sổ gom á. Nhớ, để cơ trên đầu nha mấy em. Kỹ thuật vuốt cái cơ này, anh ít chỉ lắm. Cái này là cái về kỹ năng thôi. Nè, ví dụ như trái này sổ đi. Nè, để cơ trên đầu nè. Để cơ trên đầu nha, vuốt. Mày chết nhắc rồi, chạy đâu? Tao đúng lại tao biết. Đó. Rồi, thế này đi. Ví dụ bi này chích thì nó làm gì sổ nè. Nè không, để coi trên đầu nha, nhìn mũi cơ để trên đầu rồi rút cái cơ dài ra. Đó, thấy không, thấy không? Má lo nắng cái cơ không học luôn mày. Lại. Nè. Để coi trên đầu. Để rút cái cơ dài ra, rút nè, rút là động tác nè, dày nè, rút tới. Hiểu không? Nó vô trận nó quýnh nó ok chứ giờ tự nhiên ngồi đây nó nắng nó quýnh nó ngượng sao á. Nó không đã. Rồi, bi xa xa sổ mới ghê, bi đó sổ chưa giữ. Mấy quỷ kia nó quýnh gặp bi tao để vậy nó cười hê hê. Cười gì tao vuốt công bi luôn nè, chứ cười nè, để cơ trên đầu nha mấy em. Vuốt. Thấy công không? Chết mẹ. Kỹ mày. Nè, công bi nè. Nè, để cơ trên đầu vuốt bao đẹp luôn. Mày chạy đâu? Làm quê sệ quá. Quá bi da thì chỉ tùy nha tao. Mày làm tao quê sệ quá, tao không chỉ được đâu á. Lại. Giết nóng luôn á. Nè, nè, sổ ra không? Nó công bi á. Em nhìn đi, bi nó chạy về thẳng hết á. Tại khi á mà chúng ta quýnh ra công cái bi nó mới vi diệu mấy em. Anh thích vậy đó. Nè, quýnh về mới gom nha. Ăn mép không tốt nên không gom. Kiếm đường nào ra sổ nữa vậy ta. Trời ơi bia. Vô. Trời ơi, không vô nổi. Rồi vậy cái trường hợp mà sổ thường hồi nãy thì không có để phê gì nha em. Hồi nãy là sổ không để miếng phê nào hết á. Còn giờ anh quýnh cái đường này là cha con chạy hết. Bi này thí dụ tụi em nhìn là tụi em phải đói rồi. Nhìn anh sổ nè, để cơ dài ra. Thấy ghê không? Má bi chạy mất dạy thiệt chứ. Wow. Sốc không? Ủa quên tự nhiên hứng nữa là cha con nó cười ha 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 rồi. Oh, really? Thấy cái bi vừa rồi chạy gắt không? Đó. Bi này quýnh về mới gom nha, đừng quýnh vào gạo kia. Nó quýnh về nè, đó, nó dẫn nhau về, cái đá bụp bụp hụt mẹ luôn. Thấy không? Đúng không?
Nhất. Nhất. Quýnh đường nó mới sợ không em? À, tao bị là chống tuột, chống tuột. Mới học xong tới đây nãy. Chống tuột. Nè, để cơ trên đầu. Ốc phải một để về. Tao kêu mày về là mày phải về. Mày sợ có tao? Nè, ngoan chưa? Bi nuôi mấy em. Bi nuôi nha. Tao kêu mày về là mày phải về. Rồi, cháu Bi này không gom. Quýnh sao gom? Nè, chống tuột nữa nè. Nè, bảo đảm tụi bay vô mấy cái bi này tụi bay. Ông mẹ tao tụt, tao tụt. Bị tụt. Tụi lá bị tụt mày. Lại, học tụt không chứ tụt chứ. Nó. Thấy chưa, nhìn nó đơn giản thôi chứ tụt hoài gì. Bây giờ mấy em quýnh cái bi đó bị lỗi, lỗi là nó do tụt, nó tụt cơ á. Rồi, cái bi này do gà quýnh thôi má, đừng có màu. Trời ơi, Dũng hên quá. Không sao đường ông ơi. Rồi, cháu Bi này nè, đẩy cu lê vô, ốc phi nghịch. Đó, nó thằng đỏ nó mới đi qua. Chết mẹ hơi bị mạnh rồi mày ơi. Mới tập gym xong. Đạp mặt người yêu, mạnh lên. Đó. Đang làm ăn được, đang làm ăn được. Bi nãy gì? Bi này vô gà. Chống tuột mấy em. Bởi vậy học cái nghệ thuật chống tụt quýnh được nhiều đường lắm. Quýnh đường vậy là lạ mày. Thấy không? Lọn lỗ cho hài nè. Má lọn thiệt chứ không phải giỡn nữa nha. Đó. Sao canh nó lọn nóng lọn ta. Rồi ga bị chống tụt. Nè. Ga bị chống tụt nè, để coi trên đầu nha. Quýnh dậy vô nha, ốc phê thiệt nhiều luôn nha. Nó. Trời ơi, đừng có đắng cho mày đẹp ghê mày. Thấy ghê chưa? Thấy ghê không? Lại cho mày này. Lại. Trái bi này phải lại rồi. Bình thường trái bi đó tụi em quýnh sai không à? Bình thường trái bi đó tụi bay quýnh mỏng chắc chắn luôn. Khỏi cãi, tao là quýnh mỏng xưa, quýnh hoài tụi bay cũng vậy thôi à. Nè. Lại trái bi nãy nha. Bảo đảm trái bi nãy là cha con nó quýnh mỏng hết. Đâu biết quýnh đường đó đâu. Không, không quýnh vậy nè. Quýnh nè. Nó nó ngồi nó nặng sống đói cho sói này nha. Rồi quýnh tiếp đi. Cái nữa. Cái đó làm lại. Nó cái đó ngồi nó canh nữa. Cái đó ra cái này. Oh, no. Thấy khổ chưa? Nó trong khi cho bi đó quýnh đúng là phải quýnh dày. Đó, thấy lợi hại chưa? Quýnh đúng là phải quýnh dày. Quýnh dày cho con vàng nó về. Nè. Nó thấy không? Ê bạn sợi. Ủa, bạn sợi. Má tức thiệt chứ. Bây giờ quýnh mà bị gom nó bị sệ hoài. Nè, mạnh lên. Mạnh thì chống sệ mấy em. Nó quýnh vậy nó mới gom nghe. Thấy sự khác biệt chưa? Đó là cách quýnh thôi. Bạn qua nó bị sệ góc bên này nè. Rồi cái bi này nè, quýnh vậy nè. Ốc phê một thôi, rút mạnh lên, móc vít lên đi ba. Rồi, bi này quýnh gì? Chống sệ mấy em. Thấy nó quê chưa? Ủa có tao chống sệ mà. Quê mấy em quê không? Thấy dùng bi vậy đi, nằm đây tao chống sệ thêm cái nữa nè. Để phiền nghịch nha. Quê chưa? Quýnh mạnh lên cũng được, quýnh nhẹ cũng được, tùy ý mà nói quýnh đường ứng chế người ta đó. Rồi đứng chỗ, chống sệ. Cái gì? Thì kêu cuối. Đó, thì cuối. Thường thường đó thủ nó không có nhìn đâu mày ơi. Nó quýnh nó ngồi nó coi nó mệt, nó nản cái mẹ nó rồi. Nó bi này khó xử quá ta. Bi này thèm muốn gom. Nhưng mà gom lỡ nó không trúng để bi nha. Hên xui thử cái vận mệnh mình coi. Thử cái vận mệnh coi. Tao tính rồi đá vô nè, nè lụm nè. Tao nói rồi mà. Chơi rắn nè nó cắn chết. Má bực mình, bây giờ quýnh hụt hổn hê. Thôi, chạy vậy. Chạy về quýnh gom sao? Đồ mà bia này có hai cách quýnh gom. Bia này trô về không vừa gom, quýnh về mới gom nè. Nè, mày hả? Kia kìa. Ai không có giờ nữa với mày. Tao đứng tao coi thôi đó. Ủa, thấy chưa? Đó, quýnh vậy mới gom.
Bi này quýnh gì cũng gom hết đó. Thả vô nhẹ nhàng cho nó vui thôi, quýnh gì nó chả gom. Nè, mà một khi tao gom đi được thì mày chỉ có đường chết thôi. Bích cây mổ chơi không? Nè, quýnh vậy nè. Nope. Đâu rồi chúng? Trời, tao tính đá nó không trúng ta. Thôi vậy không tính đá nữa, quýnh direct luôn. Nó direct luôn. Nó vậy cho chắc ăn. Nhiều khi mình vi vu hồi nó học. Rồi, bên này quýnh sao gom ta? Căng. Nè, đá trúng luôn con. Rồi sao nóng đá gì chân vậy? Rồi mất mẹ cho Bi rồi. Ăn mép hoài cái chích về nha em. Nè. Tao đó ăn mép hoài tao quýnh nó hơi bị chút thôi. Dạ phải vậy đó. Mày cười gì cười hoài với em kia. Ngoài cũng cái da cười hoài mày. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.